vậy là cái con rồng lành đã lớn tuổi, thời gian nhiều năm rồi do cái con lạc thì nó là mang sống được ra tìm ăn vẫn đều có muốn của gia đình. Kính chào quý vị khán giả và những nhà hảo tâm thân thiết của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Hôm nay Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đón nhận một cuộc điện thoại của chú Trần Thanh Hiếu đi tìm gia đình của mình vào những năm 1968. Thì trong một cái lần chạy loạn ở chân cầu chữ Y thì chú Hiếu đã thất lạc gia đình của mình. Con xin được kết nối với chú Trần Thanh Hiếu ạ. Chú ơi, bây giờ thì chú giới thiệu về bản thân cũng như là cái câu chuyện thất lạc của gia đình mình để cho quý vị khán giả cũng như là Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly biết được câu chuyện của chú nhé chú. Dạ, kính chào tất cả các bạn quý khán giả và những chị bệnh Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly ạ. Nói gì nhớ, nói không được. Mà đã thành thân, chính thức phán, tệ lạng, chiến tranh nổ ra. Vì lúc có từng nó khoảng 11 tuổi thôi. Như vậy là các bạn về ca mới đưa về nhà mẹ ruột chơi. Về lúc đó là cái nhớ cái mà ở trong chống luôn. Thì từ đó tích đặt luôn á. Là các bạn mới về thôi. Thì đó các bạn. Cho tới giờ luôn tới cái khắc tôi nghi dụ mà sau khi về rồi, tôi về tôi tìm mà cũng không ai biết hết đâu. Mình có nhiều năm rồi. Như vậy thì nhờ chương trình giúp đỡ cho tôi tìm lại người thân. Dạ. Tôi kể là tôi muốn cha thì nhớ là có ông Quỳnh, ông Trân Năm, chị riêng của người Nga, ông Triển Hai. Chị thứ hai, anh kế là tên Lộm, tôi tên Ngàn, em gái tên Tiền, em gái trai 5 tuổi. Đặc điểm mình trai em gồm. Ô, mùi dứt hạt. Hay á, lâm. Cha có vết thẹo ở trên trán, ở trên lông mày hả chú? Dạ, ở vết thẹo, nhớ như mình trai lâm á. Dạ, cha chú là có vết thẹo ở trên lông mày đúng không ạ? Rồi người quen ba tư vấn tiền thân thì giới thiệu lớn cái vậy đó là anh kéo thôi lớn hơn tôi một tuổi hôm đó là như vậy. Tôi còn nhớ như còn có đi khi đi có chụp hình rồi cái người bệnh cũng lại chụp thôi lúc lúc không hơn khi bộ đội lúc bây giờ nhớ cái nước cùng lắm không hơn sao khi tôi mới chụp vô cái giờ riêng rồi đó là cái mốt tôi mất rồi cái hình nó chụp còn tôi phải luôn là rất rõ luôn rồi cái Mỹ nó chụp nó mang cái chụp cái liệt luôn đó nó lại chụp còn cái đẹp lắm bây giờ luôn còn giữ tất cả tới nay. Dạ, tức là bây giờ chú vẫn còn giữ một tấm hình mà ngày xưa chụp cùng với gia đình của mình đúng không ạ? Và còn đầy đủ luôn với gia đình. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Có nữa gửi đi gửi luôn đó con nè. Dạ vâng. Đây là chị đó. Người chị đó. Dạ vâng. Đây là anh kế. Anh thứ ba nè. Đây là anh. Bị quốc đó. Còn luôn lại trong điện thoại gặp dọc giữa trời lại. Hình nó không ôi. Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Dạ vâng. Chú Hiếu ơi, vừa vẫn thấy là chú nói là ba của chú là tên là Huỳnh Văn Năm đúng không ạ? Dạ, nhớ rồi chú. Năm chắc từ năm rồi đó không có chạy trên lót này nó văn thôi chứ không văn như thị thôi thì vậy. Dạ vâng, tức là ông Huỳnh Văn Năm là ông khoảng sinh năm khoảng bao nhiêu hả chú? Ông cũng lớn rồi, nhớ bà mẹ thì là 3 năm mà ông ba mấy thì đó, chỉ là lớn tuổi thôi. Ổng thì là ổng tài xế riêng. Ông là tài xế riêng của ai hả chú? Một nghệ sĩ Thanh Nga. Ông là tài xế. Ông là tài xế riêng của nghệ sĩ Thanh Nga. Nghệ sĩ Thanh Nga đi chắc hát gì rồi đó. Rồi khi riêng tôi cũng đi chung nữa. À thế ạ. Bỏ quốc rồi tôi biết lạnh cho mà. Vì Thanh Nga vậy tôi về ở mấy tháng rồi. Nhớ quá và già quá tôi không ở.
Dạ vâng. Chú có nhớ về cái quang cảnh nhà của chú ngày xưa không ạ? Cái cũng gì nhất cũng cầu dưới đây mình đi qua cái hai dốc là đi xuống bên tay phải xuống đó cậu nghe lúc lượng bây giờ cũng một hai cây số vậy đó à. Nhỏ tôi hay đi chơi đi ổng bị chạy xe không quen nhiều, tôi đi chơi ông đêm về có gian xe gần quán cà phê, quên quán cà phê đó tên gì rồi, vô cái hẻm nhà về đó là nhà một cây ống một cây với ô con nhưng mà có tầng hai ở trên. Đó là nhà cấp dịch à, có tầng hai gần cái trường đó là có mười mấy 20 mét thì có cái trường học và sát bên luôn mấy bên đó có trường học, trong hẻm cũng khoảng 20 mét thì đó là cái nhà. Có quán cà phê nhớ là Bọc Tân không có tên tên gì, Dạ có quán cà phê bán rồi ra. vâng. Chú có nhớ tên mẹ của chú không ạ? Tại con thấy là chú hình như là chỉ có nhớ tên của ba này, các anh Mẹ chị em. nhớ mẹ ruột thì nhớ ruột thì Nguyễn Thị Hồng Ánh. Mẹ ruột tên là Nguyễn Thị Hồng Ánh. Nguyễn Thị quán sinh năm 1935. Dạ vâng, 1935. Vâng. Còn chú có mẹ kế đúng không ạ? Và đúng ra là tôi là mẹ một số hơi bậc kia là bậc lớn và dạt ở hai bên bình thường lắm đúng người lắm gia đình thương lắm luôn. Chú có nhớ tên của mẹ kế không ạ? Nhớ thầy luôn có thành đầy đủ đây rồi có chi tiết đó thì tìm ra thì không nhớ tên Dạ vâng. vì lúc đó 11 tuổi rồi trí óc mình không ai nhưng mà tôi cũng gần lúc đó cũng là thông minh như lắm đó nhưng mà không nhớ được gian lâu lắm rồi. Dạ vâng. Tức là cái hoàn cảnh thất lạc của chú là một lần ba gửi chú về nhà mẹ kế để chơi. Sao mẹ về mẹ ruột đó lên lên bà lớn lên nó chơi rồi bà nở luôn ở tránh luôn là cùng năm mấy gì đó là mới về dưới này là dưới này thì trốn luôn dưới này Dạ vâng. À, dưới này là ở đâu ở chú? Tức là chú trốn về đâu ạ? hồi đó huyện quốc gia đó bây giờ là ông môn bây giờ cái thứ hai đổi tới rồi đó huyện Phú Phú tỉnh Phụng Vinh là ông môn Cần Thơ đó bây giờ Cần thứ Thơ. hai đó thứ hai Cần Thơ huyện thứ hai Cần Thơ thành phố Cần Thơ. Dạ. Nhà mẹ ruột là ở đâu ở chú có nhớ không? Thế hồi mà chú được gửi về nhà mẹ ruột là nhà mẹ ruột ở Cha đâu? thì là quê Bến Lức quê là cũng nhớ quê vậy gần cầu Lức quê. À, tức là chú được ba gửi về nhà mẹ ruột là ở Bến Lức, Long An. Không, cái đó là bên quê cha. Vậy chú đã bao giờ về Bến Lức, Long An để tìm lại ba của mình chưa ạ? Có tìm ta có người ta nói là cũng bị nó từng năm tìm lúc còn tuổi rồi tới giờ thì cũng khó tìm không ở thường nó học đi ở rồi sao về là cũng đi chạy nhưng mà chạy xe lon với mua đi trước xe gì mới sao thanh Nga đó diễn đi hát Dạ. học tưởng có đó không chịu tìm đâu này là hình ảnh là còn đầy đủ cái. Dạ. Vậy là ba của chú là gửi chú về nhà mẹ ruột. Sau đó thì chú từ nhà mẹ ruột trốn đi về Cần Thơ luôn. Chống rồi ạ. Kiếm Đến đi tìm tôi lên lên lại cho cũ với cha của bà lắm không rồi chống Dạ. Nhà mẹ à ruột không của nhớ chú chứ là ở Cần Thơ ạ? quê ở Cần Thơ Mẹ ruột là quê ở Cần Thơ. ở quê Cần Thơ Ồ, vậy là chú trốn về ở với mẹ ruột là chú luôn ở. rồi À, vậy là đi chú ở với mẹ ruột từ từ đó đến bây giờ. đúng rồi từ đó giờ thất lạc thôi Tức là bây giờ chú thất lạc ba và các anh chị em. em mẹ nó thì con mấy người con lớn con người con mình nhỏ À, chú là con của mẹ nhỏ. lúc còn nhỏ đâu tìm Dạ vâng. Vậy là chú lạc mẹ ruột của mình. ở với mình của mình còn ở với bà lên dẫn mở thời gian đó là lên lên chơi không bắt ở lên ở luôn dẫn nó hai gia đình cũng như hai người mẹ nó bình thường lắm anh chị cũng thương yêu lắm
Sếp chưa bao giờ ở bố của chú về lại Cần Thơ tìm chú à? Hai bên không có liên hệ với nhau Làm à? gì tìm nghe nói lại thôi, không tao biết ổng là gì tìm nói lại rồi không không thấy nó cũng đi tản chỗ khác, là sang đất chỗ khác ở, nó có tản cư cũng có sang đất rồi chỗ khác, ông tìm không trúng, không biết chỗ rồi ông ra không biết đường tìm. Rồi, tại sao là chú là biết là bố của chú có đi về Cần Thơ tìm ạ? Ai mách ạ? Nghe có sớm đó là mắt gì lúc bị ngang xong đó là như cùng tiên xong lên nó có gạch vô rồi, sang rất cũng vợ mai nghe tôi nói không có chết Cái năm mà ông về tìm là năm bao nhiêu ạ? nó cũng bảy mấy bảy ba mấy tư bảy ba giờ năm bảy ba Là trước năm 1975 đúng không chú? trước năm nhìn lời nhớ ba nó sang lớp hai rồi tiếp thu. Dạ vâng, rồi, con hiểu cái câu chuyện của chú rồi. Tức là bố của chú là ông Huỳnh Văn Năm. Vâng. Rồi, lấy hai bà là bà Nguyễn Thị Hồng Ánh là mẹ ruột của chú. Rồi. Bà Ánh thì sinh năm khoảng 1935, còn ông Năm thì hơn bà Ánh một vài tuổi. Rồi, và một người mẹ lớn nữa của chú thì chú không có nhớ tên. Cùng nhớ tên. Rồi, và ông là có sinh ra được là ông chú là có những người anh em như sau: cái người anh trai kế chú tên là Lượng. Rồi người một chị gái tên là Của. Rồi Con đến gái đến chú. đó tên tiền Rồi đến đến lượt chú, là chú là là tên hồi con bé tên gái là Ngàn. Rồi. Sau đó là đến người em gái út tên là Tiền. tiền Thì cái năm 1968 là đang trong thời kỳ chạy loạn, là lúc đấy là chú đang ở cái chỗ chân cầu chữ Y cùng với mẹ lớn, cùng với gia đình của mẹ lớn. Rồi, thế đúng nhưng rồi. mà do là chiến sự xảy ra cho nên là gia đình mới gửi chú về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Ánh ở Cần Thơ. Dạ rồi, và từ khi đó là chú không có về lại chỗ nhà của mẹ lớn và ba của chú ở chân cầu chữ Y nữa. Đúng rồi. Rồi, đến khoảng năm 1973, 1973-74 gì đấy, thì bố của chú là ông Huỳnh Văn Năm có đi về Cần Thơ để tìm lại mẹ con chú. Tuy nhiên là do là mẹ con chú đi tản cư nơi khác cho nên là ông Năm không có tìm thấy. Dạ vâng, và từ đó thất lạc đến bây giờ luôn. Rồi, và Không chú, thêm dạ vâng ạ, chú Hiếu thì hiện tại là vẫn có đang giữ những cái tấm ảnh kỷ niệm của gia đình ngày xưa. Thì với những cái tấm hình này, bên con sẽ đăng lên trên đây. Và nếu như mà quý khán giả có nhìn thấy những cái thành viên trong gia đình của chú Hiếu mà giống với những người mà thân quen của mình, hoặc là chính những người ở trong tấm hình này là anh chị em của chú Hiếu, thì có thể là sẽ lên tiếng và kết nối lại với như chia có cuộc chia ly, và để kết nối với chú Hiếu ạ. Chú Hiếu tên ngày xưa là Ngàn đúng không ạ? Dạ vâng ổng ạ. thì tao cũng để tìm nhé, mình tiếc ổng là năm muôn không à, Dạ. năm muôn cái đặt danh ổng là năm muôn chưa năm muôn À, tức là ông Năm ngày xưa là hay được gọi là Năm Muôn đấy ạ. ở năm muôn À, ông Năm Muôn. Và bố của chú là ngày xưa còn là tài xế của nghệ sĩ Thanh Nga. ngày xưa nghe chạy đi rồi làm tài xế ghi quốc Nga luôn, sao vậy tài xế tài xế của Nga luôn đó. Dạ Tôi vâng ghi vâng ạ. từng Dạ vâng. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Những cái thông tin mà chú cung cấp ở đây thì con cũng thấy là cũng khá là đầy đủ rồi. Vâng ạ. Quý vị khán giả thân mến, như chưa hề có cuộc chia ly, hôm nay thì tiếp nhận cuộc gọi của chú Hiếu đây và đã nhận được đầy đủ thông tin của chú Hiếu. Thì hy vọng rằng những cái thông tin mà chú Hiếu cung cấp sẽ, quý vị khán giả nếu như mà có biết những cái thông tin nào về gia đình của chú Hiếu mà giống với những cái thông tin mà chú chia sẻ ở đây, thì quý vị khán giả có thể là chia sẻ với Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, để Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly kết nối chú Hiếu được với gia đình của mình. Và con cũng hy vọng là chú có thể sớm tìm thấy gia đình của mình ạ.
Như chưa hề có cuộc chia ly tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chưa hề có cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như chưa hề có cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.